Bước vào bài tử vi hôm nay, đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới cô chú anh chị lời chúc mừng năm mới. Sắc diện lúc nào cũng tươi như hoa hồng, làm ăn thì thành công như hoa cúc, cuộc sống thì hạnh phúc như hoa mai, tiền bạc thì phát tài như hoa pháo, dáng dấp thì độc đáo như hoa lan, gia đình thì an khang như hoa huệ tu hành trí tuệ như hoa sen, làm việc thiện đáng khiên như hoa hậu, và cuối cùng là nhớ sống lâu như hoa vạn thọ là được. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn tử vi ngày thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày ất mùi, tháng nhâm dần, năm nhâm dần. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh, sa trung kim, ngày ất mùi, tức can khắc chi nghĩa là màu khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sa trung kim kỵ tuổi kỵ sửu quý sửu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xông với sửu hình sửu Hải tý phá tuất và tuyệt sửu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỵ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát sau 600 ngày gồm có sau thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau tứ thời đại mộ, kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết như sau. Từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mùi tương hại làm cho bạn đang có điểm báo có kẻ tiểu nhân ngáng trợ vận trình của bạn trong ngày hôm nay và nguyên nhân bắt nguồn từ những xung đột tranh chấp về lợi ích cá nhân nếu như bạn tuổi tý không đủ tỉnh táo thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là bản thân của bạn trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này còn đẩy bạn vào những rắc rối vì thái độ kiêu ngạo của mình gây ra không thể phủ nhận về năng lực chuyên môn của bạn thế nhưng nếu như bạn tuổi Tý phô trương không đúng lúc đúng chỗ sẽ khiến cho bạn bị mất điểm dễ gây thị phi và cản trở con đường danh vọng của mình mà thôi may mắn là trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý những lúc khó khăn như thế này thì cái chuyện tình cảm của bạn vận diễn ra được tốt đẹp, cho dù giữa hai bạn vẫn còn tồn tại những khác biệt, nhưng tín hiệu đáng mừng là cả hai đều đã biết bao dung và tôn trọng nhau để tình cảm luôn được tốt đẹp. nhờ đó mà tình yêu của cả hai càng thêm phần bền vững và hứa hẹn sẽ sớm có được tin vui bất ngờ đưa tới nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh Kim, tiểu nhân ngán trở dù có những xung đột tranh chấp về lợi ích cá nhân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy luôn giữ tỉnh táo để tránh khiến cho bản thân mình bị nhiều thiệt thòi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa thái độ kiêu ngạo không đúng lúc đúng chỗ có thể gây ra rắc rối cho mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải giữ thái độ khiêm tốn để con đường công danh được thuận lợi. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vận trình tình duyên diễn ra được tốt đẹp nhờ sự bao dung và tôn trọng và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 11 số 46 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu xanh dương màu đen quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi xỉu từ với tuổi Sửu thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành xỉu mùi tương xung cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong chuyện tình cảm khiến cho tâm trạng của bạn buồn bã ủ rũ và nặng nề với ba tuổi sửu đang có điểm báo có sự ngoại tình hay là người thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người và dần dần tạo ra những khoảng cách khó có thể xóa nhòa được đối với những cặp đôi và lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi sửu trong ngày thứ sáu này là bạn mệnh cần phải vững vàng hơn khi đứng trước những cán dọ của cuộc đời hạnh phúc không dễ gì có được đừng có vì một phút yếu lòng mà đánh đổi những điều quý giá nhất may mắn nhất mà mình có được. Đừng có để cho đến khi đánh mất mới biết quý trọng thì đã muộn mất rồi bạn tuổi xỉu nhé. Có lẽ trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày này gặp nhiều rối ren khiến cho bạn càng trở nên dễ bị kích động do ảnh hưởng của thiên quan gây ra. Bạn mệnh tuổi Sửu dễ đưa ra những quyết định sai lầm và thiếu sót ảnh hưởng tới toàn bộ nỗ lực của mình từ trước đó tới nay. Bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh, đừng có để cho hoàn cảnh khiến cho bản thân mình đánh mất đi sự tỉnh táo và sáng suốt vốn có của mình vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim tâm trạng buồn bã u rũ vì tình cảm gặp rối ren tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy có điểm báo ngoại tình hay là người thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của hai bạn tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa cần phải vững vàng hơn khi đứng trước những cán dọ của cuộc đời tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ đầu óc thiếu đi sự tỉnh táo cho nên sẽ đưa ra quyết định sai lầm thiếu sót, tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc. Đừng có để cho hoàn cảnh khiến cho bạn đánh mất đi sự sáng suốt, sự tỉnh táo nhé. Vài đánh giá của ba tuổi xỉu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phụ trợ, người tuổi tỵ người tuổi giàu, người tuổi tí. Từ vi tuổi dần thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn trong ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội thuận lợi trên con đường tài lộc đang đến rất gần và ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán có thể sẽ phát tài trong ngày hôm nay nhưng trước khi quyết định việc gì đó lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dần là bạn cũng nên giữ thái độ thận trọng sẽ tốt hơn khoản thu nhập lần này không hề nhỏ báo hiệu cho bạn sẽ đón một năm mới đầy hứa hẹn nữa rồi và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần Vận khí cũng vây quanh đối với những bạn làm công ăn lương, công việc ngày càng phát triển được ổn định đã dần dần vượt qua được giai đoạn khó khăn và đang có những tín hiệu đáng mừng. Nhờ thế mà thu nhập của bạn được đảm bảo trong khoảng thời gian này nữa rồi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi dần, lại đang gặp ngày có ngũ hành, xung khắc. Cái điều này làm cho bà mệnh cũng cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, đặc biệt là những người mắc bệnh về gan, thận. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cho cơ thể của mình suốt khoảng thời gian vừa qua hay là ăn uống trong dịp Tết vừa rồi sẽ khiến cho bạn cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, nặng nề, dễ bị đuối sức và có người còn thừa cân, béo phì sau dịp Tết nữa đó nhé vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy quân đường tài lộc gặp nhiều may mắn cơ hội được thuận lợi tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đối với những bạn kinh doanh buôn bán có thể phát tài thu hoạch khả quan tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ công việc ngày càng phát triển được ổn định vượt qua giai đoạn khó khăn từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên giữ thái độ thận trọng trong bất cứ quyết định nào ngày hôm nay từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân đặc biệt là đối với những người mắc bệnh mãn tính và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 84, ừ, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão, thứ sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Và dường như những nỗ lực và sự chân thành trao đi bấy lâu nay của bạn Cuối cùng đã khiến cho trái tim của người ấy rung động, đối phương dần có những hành động trả lại tình cảm của bạn, khiến cho bạn lâng lâng trong hạnh phúc nữa rồi. Chẳng những vậy, với bà tuổi mạo trong ngày này đang có được các thần chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên công việc của bạn cũng được suôn sẻ tới bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, giải quyết hết những trở ngại, ngáng trở bạn, bản mệnh không cần phải quá vất vả mà vẫn có được những gì mình mong muốn. Bà tuổi mạo cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đẹp đến thế khi mọi thứ đang đi đúng theo quỹ đạo mà mình đã mong muốn nhé. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 11 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Xem tử vi cũng cho thấy theo khẩu minh hôm nay là ngày 6, vì vậy với bạn tuổi mão không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa, khai trương, xuất hành hay là ký kết những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy quân đường tình duyên tiến trị được thuận lợi đối với những bạn đang quản độc thân có nhiều cơ hội thoát ế tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chân thành trao đi giờ đã nhận lại yêu thương xứng đáng tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ lần lần trong cảm giác hạnh phúc khi tình cảm được đáp trả tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc công việc được xuân sẻ tới bất ngờ khi có sự xuất hiện của quý nhân trợ giúp từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không cần phải quá vất vả mà vẫn có được những gì mình mong muốn vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 55, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở, xôi đường, trị lỗi cho bạn. Cho nên với bạn tuổi thìn, có được một ngày thứ sáu thoải mái, tinh thần phơi phới khi tình cảm có được sự hài hòa, nhân duyên tốt đẹp, mọi việc đều tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn mệnh đã đặt ra. Một phần cũng bởi bản mệnh tuổi thìn đã có được sự chuẩn bị thay đổi ngoại mục về thái độ sống của mình, suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn nữa rồi. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, các thần nhị hợp chiếu mệnh còn rất có lợi cho những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ được quý nhân dẫn lối cho bạn tìm thấy được tình yêu của đời mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên phận là điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Vì vậy, bà Thủ Thìn đừng có bỏ lỡ cơ hội lần này nữa nhé. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, với bạn đang cảm thấy được hiệu quả công việc của mình được cải thiện rõ rệt nhờ chính quan nâng đỡ, khó khăn sớm được giải quyết hơn nữa với bạn tuổi thìn còn biết biến những thách thức thành cơ hội để gặt hái được những thành công nhờ vậy mà con đường công danh quan lộc của bạn thêm phần được sáng tỏa hơn về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tinh thần phơi phới, tình cảm hài hòa, nhân duyên tốt đẹp. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, mọi việc đều tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có sự thay đổi ngoạn mục về thái độ sống, suy nghĩ tích cực hơn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hiệu quả công việc được cải thiện một cách rõ rệt. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 63, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có không ít những cơ hội để cải thiện về tài vận của mình khi tài khí đang rất chi là vượng ngày này với bạn tuổi Tỵ cơ hội kiếm tiền đến ngay trong tầm tay của mình Quan trọng là bạn tận dụng được cơ hội mình đang có tốt đến đâu mà thôi. Vì vậy với bà tuổi tỵ hãy tập trung vào mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đừng có phí hoài về tài năng của mình cho những việc không đáng bạn tuổi tỵ nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy đây còn là tín hiệu đáng mừng trên phương diện tình cảm của bạn ngày hôm nay với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất bình yên nữa kia luôn quan tâm và thấu hiểu khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày và trong khi đó đào hoa của những bạn đang quản độc thân cũng khá chi là phượng nhờ thế mà bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với nhiều người khác phái nữa Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng riêng năm nhâm dần, ngày này là ngày ất mùi, là ngày can ất. Vì vậy với bà tuổi tỵ không nên trị bệnh ở hầu. Và ngày hôm nay nhân thần ở ngón chân, vì vậy với bà tuổi tỵ cũng nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xĩa châm trích tại vị trí này nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này. tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tài khí vượng, có nhiều cơ hội để cải thiện về tài chính của mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, cơ hội kiếm tiền đến ngay trong tầm tay, bạn cần phải biết cách tận dụng nó. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, hãy tập trung vào mục tiêu mà mình đã đặt ra. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì có được một ngày yên bình bên nửa kia. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đào hoa của những bạn đang còn độc thân khá vượng, dễ dàng gây dựng được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 79, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những cơ hội làm giàu nhanh chóng. Thời cơ phát tài của bạn tuổi ngọ đã đến rồi. Một số người đầu tư kinh doanh có lợi và nhanh chóng có được kết quả đáng nể khiến cho người khác không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy nhiên với bà tuổi ngọ bạn cũng nên nhớ là chớ có nên vì tham lam mà nghĩ tới việc làm giàu từ việc làm ăn phi pháp mà bạn sẽ sớm phải hối hận mà thôi. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng gần như chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Có người chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tuy có chút vất vả, không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng bù lại, bạn nhận được thêm tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bà tử ngọ cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang rất suôn sẻ, đào hoa khoe sắc. Nhờ thế mà, những bạn đang còn độc thân, dễ dàng có được cho mình người tâm đầu ý hợp để cùng chung bước trên chặng đường về sau này nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi ngọa trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có cơ hội làm giàu nhanh chóng, thời cơ phát tài đã tới. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy người đầu tư kinh doanh thu về kết quả đáng nể. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa chớ tham lam mà làm giàu từ việc làm ăn phi pháp. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ người làm công ăn lương không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đảo hoa khoe sắc con đường tình duyên được suôn sẻ vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 18 số 80 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng và tính toán tức sau để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với mình. Trong ngày thứ sáu này, có những kẻ ganh ăn tức ở ngấm ngầm tìm cách phá hoại những gì mà bạn đang có. Những lời thị phi thất thiệt được tung ra nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh, phá hoại trong công việc mà bạn đang làm nữa. Và ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, đây cũng là lúc bạn cần phải giữ được sự bình tĩnh để có cách ứng phó hiệu quả với những chiêu trò của những kẻ tiểu nhân. Cây ngay không sợ chết đứng, đừng có để cho hoàn cảnh khiến cho bạn đánh mất đi sự sáng suốt vốn cố của, của mình bạn tuổi mùi nhé. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm lứa đôi của bạn cũng không diễn ra như ý muốn. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi cảm thấy hoang mang, muộn phiền. Và nếu như bạn cảm thấy buồn thì nên tìm người bạn để tâm sự, cởi mở bớt những vướng mắc ở trong lòng. Có như vậy, bạn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay bởi bạn đang có điềm báo gặp họa tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách phá hoại, gây họa thị, thị phi. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, cần phải giữ được bình tĩnh để ứng phó với những chiêu trò của những kẻ xấu. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, muộn phiền chồng chất vì công việc và tình cảm đều không được như ý muốn. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể tìm người để tâm sự, cởi mở bớt những vướng mắc ở trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 57, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày, công việc diễn ra khá suôn sẻ thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của chính ấn chiếu mệnh và trong ngày hôm nay với bản tự thân những cuộc trao đổi bàn bạc hợp tác hầu hết đều diễn ra được suôn sẻ thậm chí là bản tự thân còn có thể nhận được những lời đề nghị khá hấp dẫn rất có lợi cho quân đường công danh sự nghiệp trong tương lai về sau này nữa và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân nhân lúc có được cát khí vây quanh như thế này bản mệnh nên tự đặt ra cho mình những kế hoạch rõ ràng hơn và xa hơn và nếu như mục tiêu phấn đấu của bạn rõ ràng bạn sẽ cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn nhiều việc này cũng giúp cho bạn nhanh chóng đạt tới được thành công nữa nhé Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân lại đang chịu tác động của cục diện ngũ hành, thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn đang diễn ra theo chiều hướng không được tốt cho lắm. Chuyện tình cảm của bạn có sự báo động, sự cố chấp và ngang bướng của cả hai đang đẩy mối quan hệ của hai bạn đi tới bờ vực đổ vỡ nữa rồi đúng nhé vài câu quýt cho bạn tử thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra được thuận lợi, việc trao đổi, bàn bạc đều đạt được kết quả khả quan. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có thể nhận được những lời đề nghị khá hấp dẫn có lợi cho tương lai của mình. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên tự đặt ra cho mình những kế hoạch rõ ràng hơn và xa hơn nữa. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có mục tiêu phấn đấu rẽ ra rõ ràng sẽ giúp cho bạn nhanh chóng chạm tay tới thành công. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vận trình tình cảm có nhiều dấu hiệu lung lay đáng báo động. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và đây là cá thần mang tới cho bạn có được nhiều vận may trong công việc ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu bạn được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện được năng lực của bản thân mình đứng trước những thách thức đó bạn tuổi Dậu đều có thể giải quyết được ổn thỏa mọi công việc và giành lấy sự tin tưởng đánh giá cao từ phía cấp trên từ tập thể nữa lợi thế của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay là không hề nhỏ nhưng với bạn tuổi dậu chớ có hài lòng với những gì mà mình đang có nếu có thời gian rảnh nhá bạn hãy học thêm những kỹ năng mới cải thiện về kỹ năng cũ không ngừng đổi mới bản thân mình thì bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ sáu với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khác, cái điều này lại làm cho chuyện tình cảm của các cặp đôi có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau vì nhiều vấn đề xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do cả hai người không có nhiều thời gian riêng tư để dành cho nhau. Ai cũng có những mối quan tâm riêng và bận rộn với những kế hoạch của riêng mình vì thế mà hai bạn cần phải sắp xếp thời gian, công việc để dành nhiều thời gian hơn cho nhau, nối lại tình cảm nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa giải quyết được ổn thỏa mọi công việc giành được sự tin tưởng của cấp trên và tập thể tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chớ có vội hài lòng với những gì mà mình đang có tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên học thêm những kỹ năng mới, không ngừng đổi mới bản thân mình. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, các cặp đôi có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, không hồi kết. Và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 85, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với ba tuổi tốt, cho chúng ta thấy là bạn tử tuất đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn bút xỉu mùi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo. Bạn phải trải qua một ngày không được như ý muốn. Khi với bạn tử tuất đang có điểm báo, có tin không tốt trong ngày hôm nay. Kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để làm cho bạn sập bẫy, hạ bệ bạn, cướp công sức của bạn. Công việc của bạn tuổi Tuất vốn đang được xuôi chèo mát mái, bỗng dưng nảy sinh biết bao nhiêu vấn đề khiến cho bạn chẳng thể nào giải quyết được trong một sớm một chiều. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất bạn cũng đang có điểm báo có họa phá tài cận kề có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Do đó, với bạn cần phải chú ý nhiều hơn cho các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Nếu có thể, bạn hãy dành chút thời gian để cân nhắc xem đâu là việc thực sự cần thiết phải chi tiêu về tiền bạc với những việc có thể hoãn lại. Hãy chờ đến thời gian khác để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn đang có dấu hiệu đi xuống. Đối với những người đã có đôi có cặp nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao của mình, đặc biệt là nên biết giữ khoảng cách phù hợp với những người khác phái để tránh tình ngay lý gian, vừa để tránh ảnh hưởng tới công việc, vừa tránh tự tay mình phá hoại hạnh phúc của mình đã gây dựng nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa đề phòng có kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế nhằm hạ bệ cướp công sức của bạn từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ công việc vốn đang được êm ả bỗng dưng nảy sinh biết bao nhiêu vấn đề cần phải làm từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cẩn thận họa phá tài có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim chú ý nhiều hơn trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm có dấu hiệu bị rạn nứt. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 97, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hội mạo mùi phù trợ. Cho nên, vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay khá ổn định. Mối quan hệ với đồng nghiệp có được sự hài hòa, tạo ra tinh thần làm việc của bạn rất hứng khởi, thoải mái, cho nên tạo ra không ít được bước đột phá cho mình. Và nhân đà này, bạn mệnh tuổi hợi càng cần phải chủ động, tự tin và tích cực làm việc hơn nếu như muốn gây được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, với lãnh đạo nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi, trái ngược với những xuân xịa trong công việc thì bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn đang gặp phải một phiên lao đao vì tiền bạc bị thất thoát, khó kiểm soát, thu chi mất cân đối, khiến cho tài chính của bạn khó tích tụ. Với bạn tuổi hợi, thường phải đắn đo, cân nhắc rất nhiều mỗi khi có ý định chi tiêu về tiền bạc nữa nhé quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, cái chuyện tình cảm lứa đôi được thuận buồm xuôi gió như ý muốn của bạn. Bao thuận lứa đôi được tam hợp cục hóa giải, đôi bên thêm phần yêu thương, gắn bó và thấu hiểu lẫn nhau. Đối với những bạn đang quản độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, đi xa gặp được quý nhân giúp đỡ, nhân duyên được tốt đẹp. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này. Từ vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc diễn ra được ổn định, mối quan hệ với đồng nghiệp được hài hòa. Từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tinh thần làm việc được hứng khởi, tạo ra nhiều sự đột phá. Từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, cần phải chủ động tự tin và tích cực để làm việc hơn nữa. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, lao đao vì tiền bạc bị thất thoát, mất kiểm soát. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm lứa đôi được thuận buồm xuôi gió, mau thuận được hóa giải. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 56, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.